Chào tất cả các bạn, và hiện tại thì mùa xuân Tây Bắc sẽ có một chuyến du lịch trải nghiệm thú vị lên đỉnh Lùng Cúng, đỉnh cao nhất của huyện Mường Trải, đó là 2.900 mét. Với một cái độ cao như vậy thì cái đường đi rất là khó khăn. Hôm nay thì team của mùa xuân Tây Bắc sẽ cùng khám phá và trải nghiệm cái điểm du lịch này. Sau đây thì chúng tôi sẽ xuất phát, và mùa xuân Tây Bắc mời các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chuyến khám phá này. Chị nhé, để xong để cái loa trong ba lô em được. Nhưng mà chính ra đi bộ mà trời như này là đẹp này. Ngủ luôn mà đỡ mưa mệt. Đang trời sắp đổ mưa ấy. Và bây giờ thì đã hết đoạn đường có thể đi xe máy, và sau đây thì team của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chinh phục đỉnh Lùng Cúng bằng một cuộc hành trình dài đi bộ. Nào các bạn, chúng ta đi lên. Lên đường. Ok. Có cô mang. Vâng. Tí nữa hái táo ăn nhá cả nhà nhá. Hết táo rồi. Hết táo à? Táo hết đến đây thôi, không có táo nữa đâu. Thế. Mình bảo là suốt ngày chỉ đói đi thôi. Ôi dồi ôi, chị Hà ơi, xách đi kia không dễ xách đâu, để em xách cho. Thật đấy. Tí đau tay đó. Táo mèo rừng nữa. Có quả đấy mà. Đấy, hái được ăn. Bình chưa? Đàn dê đẹp nhỉ? Rồi. Chỉ có rủ dê thì rủ đi. Rủ kiểu cái gì không biết đâu. Con dê cụ gì kìa. Mình lúc mà không. Muối của cô có sâu không cơ? Tận đáy túi. Tận đáy túi à? Ôi chị. Ui. Đẹp quá. Úi giời ơi, rất dày rồi đúng không? Cái giày này hình như nó cũng không cầm nước lắm gì. Không biết được, cứ đi đi. Cảnh lại còn nói vừa ở nữa.